hùng rô hiếu ngạo. Kính thưa quý vị, Việt Nam là nơi khởi nguồn của những ngành khoa học. Tại sao lại nói như vậy? Nói có sách, mắt có chứng. Và bây giờ, mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự dưới đây. Ngành hàng không vũ trụ. Vào đời Hùng Vương thứ 6, Thánh Giống là phi hành gia đầu tiên du hành vũ trụ bằng tàu con thoi hình ngựa sắt. Rất không may, tọa độ thiếu chính xác nên chuyến du hành của ông đã một đi không trở lại. Rút kinh nghiệm từ tiền bối, chú Cụi đã xác định rõ ràng điểm đến trong không gian và thành công đưa cây đa đến mặt trăng, đánh một dấu mốc son cho ngành hàng không vũ trụ của nhân loại. Ngành di truyền học. Ca thụ tinh nhân tạo đầu tiên thành công cũng diễn ra vào thời Hùng Vương thứ 6. Mẹ của Thánh Giống nhí nha nhí nhảnh, gớm chân mình vào dấu chân to chà bá. Và về nhà thì bà có thai. Một cuộc tranh cãi không hồi kết đã diễn ra, vì không ai có thể chứng minh được con đường đi mà tinh trùng tìm đến trứng. Mãi rất lâu sau thì một ca thụ tinh nhân tạo khác đã chứng tỏ khoa học di truyền của Việt Nam ta phát triển vượt bậc. Mẹ của sọ dừa chỉ cần uống nước trong một cái gáo mà đã có thai. Dù gì đi nữa thì ta cũng dễ dàng hơn trong việc xác định phương thức tinh trùng kết hợp với trứng, phải không? Ngành kinh tế học. Mai An Tiêm ở thời Hùng Vương là một thiên tài của lĩnh vực kinh doanh. Ông chính là tổ sư của khoa học marketing và là người sớm nhất nhận ra tầm quan trọng của việc bảo vệ thương hiệu sản phẩm. Khắc tên mình lên dưa hấu rồi thả ra biển như một hình thức khuyến mãi và tiếp thị khôn ngoan. Ngành giải phẫu học. Cụi là người có suy nghĩ táo bạo trong việc quyết định dùng phương pháp mổ xẻ để chữa trị bệnh nhân lâm sàng. Rất may mắn là anh đã thành công với ca ghép tạng đầu tiên của nhân loại, cứu sống vợ mình bằng bộ lòng của con chó, đặt nền móng vững chắc cho ngoại khoa và ngành giải phẫu học hiện đại. Nói thêm, Cụi cũng là ông tổ của bác sĩ thú y, sau khi tự tay dùng lá đa và đất sét để hồi tỉnh con chó trung thành. Ngành luật học. Âu Cơ và Lạc Long Quân là những người áp dụng luật hôn nhân gia đình sớm nhất thế giới. Hình thức ly hôn chia con, chia tài sản theo thỏa thuận của các bên liên đới, công bằng và dân chủ. Chính điều này đã tạo ra cơ sở lý luận vững chắc để soạn thảo những bộ luật chi tiết như ngày nay. Vũ khí hạt nhân. Vào thời Âu Lạc thì quân đội Việt Nam ta đã được trang bị vũ khí siêu khủng. Nạ thần của An Dương Vương đã có thể bắn một phát được 100.000 mũi tên. Đây có thể nói là tiền thân của súng đại liên đuôi cá, với công suất nã đạn 600 phát trên phút của hiện tại. Nhưng xui xẻo cho ta, chàng rể tàu trọng thủy sử dụng nỏ dựng đánh tráo nỏ thần, đã trộm đi công nghệ vũ khí tuyệt vời đó. Chắc do noi gương của tiền nhân nên ngày nay người Trung Quốc phát triển mạnh ngành công nghiệp hàng giả, hàng nhái. Dạ thưa giáo sư, có một khán giả hỏi rằng làm sao phân biệt được người giàu và người nghèo ạ? Một câu hỏi có vẻ thú vị đây. Người nghèo thì mệt mỏi, cực khổ kiếm tiền, còn người giàu thì mệt mỏi, cực khổ vì đếm tiền. Người nghèo thì đi xe ôm và uống bia hơi, còn người giàu thì đi xe hơi và uống bia ôm. Ồ, vậy có một đặc điểm nào cụ thể hơn và dễ dàng nhận ra sự khác biệt này không ạ? Thế này nhé, người giàu thì ở trong những ngôi biệt thự bự thiệt, còn người nghèo thì ở trong những cái villa chỉ nhỏ như cái vali. Thưa giáo sư, vậy ngài đang ở trong biệt thự hay là villa ạ? Tôi ấy hả? Dĩ nhiên là ở nhà thuê. Thưa giáo sư, con lợn và con heo có khác nhau không ạ? Dĩ nhiên là khác rồi. Con lợn sinh ra ở miền Bắc và ăn ngô, còn con heo sinh ra ở miền Nam và ăn bắp. Đó là điểm khác biệt rất cơ bản. Còn nữa không ạ? Còn chứ. Da con lợn thì làm bánh da lợn, còn da con heo thì không.
Ngược lại, tai con heo thì làm bánh lỗ tai heo, còn tai con lợn thì không làm bánh được. Con heo thì biết bơi, có thể xuống dưới nước sống nên gọi là cá heo. Còn lợn thì không biết bơi, vì vậy ta chả tìm thấy con nào gọi là cá lợn. Ồ, hay quá, em không nghĩ rằng lại có nhiều điểm khác biệt giữa lợn và heo như thế. Chưa hết đâu. Con lợn thì đóng phim thiếu nhi, phim hiệp sĩ lợn. Còn con heo thì đóng phim người lớn, phim con heo. 5 giây thử thách với các câu đố dễ gây hiểu lầm. Bạn phải thật tỉnh tâm đấy. Let's go! Khởi đầu thú vị đây. Cái gì càng bóp thì càng cứng? Dụng cụ đo huyết áp. Càng lên mà càng to ra thì xưa rồi, cái gì càng lên thì càng nhỏ lại? Con chim hay chiếc máy bay? Càng lên cao thì ta càng thấy nó nhỏ lại. Hãy thật tĩnh tâm nha. Cái gì càng chơi thì càng ra nước? Cờ vua hay cờ tướng? Càng chơi lâu thì càng có nhiều nước cờ. Quái quỷ? Cái gì càng đè nhiều thì càng to lên à? Ống bơm và quả bóng. Càng đè cần bơm hơi nhiều lần thì quả bóng càng to lên. Dễ nè. Các cô các chị càng thổi thì nó càng xẹp xuống. Lá phổi. Càng thổi nhiều không khí trong phổi thoát ra hết thì phổi xẹp lại. Còn cái này thì mấy anh mấy chú rành lắm nha. Càng kéo thì nó càng thụt ngắn lại. Điếu thuốc lá. Kéo từng hơi thì điếu thuốc sẽ thụt ngắn lại dần. Hết sức trong sáng nha anh em. Cái gì càng liếm mút thì càng ra nước nhiều? Que kem. Tự hiểu nha. Nhức đầu rồi đây. Cái gì càng kỳ cọ thì càng dơ? Cái nách. Muốn kỳ cọ cái nách thì phải giơ tay lên. Nghĩ kỹ xem nào. Cái gì càng phơi ra thì càng ẩm ướt? Cục nước đá. Khẩu vị nặng quá vậy. Cái gì càng thối thì càng thích? Tiền. Mua hàng mà được thối càng nhiều tiền thì càng thích chớ sao? Lần đầu làm chuyện ấy. Mình nhẹ nhàng bước tới với dáng điệu rụt rè. Anh đè ngay xuống ghế. Mình sợ hãi lấm le. Run run mình hỏi khẽ: "Làm nhẹ được không anh?" Anh nhìn chưa kịp nói, mình lệ đã dần quanh. "Yên tâm làm rất nhẹ. Đừng sợ nhé, thanh niên. Em đâu còn con nít." Anh khe khẽ động viên. Nào ngửa lên một tí, anh chuẩn bị cho vào. Hơi thở anh ấm áp, mình tim đập xốn xao. Anh cho vào hết cỡ, mình sợ khẽ, ối giời, người run lên bần bật, mắt ngấn ngấn lệ rơi. Anh nhẹ nhàng an ủi, ngửa ngửa tí để trông, lớn rồi đừng nhõng nhẽo. Lần đầu có phải không? Anh ngâm ngâm một lúc, rồi lại thấy xoay xoay, không đau nhưng khó chịu.
sợ nghiêng mỏi cả tay. Thế rồi anh cũng rút một chút dịch trong veo, chưa kịp chào tạm biệt đã mời người tiếp theo. Cô em đi test Covid về kể lại. Dừng dừng trên bến khi chiều nắng chưa phai, đường xa trong vắng không tà áo tung bay. Cấp tốc lên xe trốn đi mau trốn đi ngày. Sài Gòn giãn cách, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Người xe như nước trên đường chẳng thay đổi. Người ta câm nín do bịt kính khẩu trang. Phố xa thênh thang không ai đi, không ai đi. Sài Gòn giãn cách, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Bến xe sao vắng que, quán ăn sao vắng tanh. Tiếng xe cập cứu trên đường lòng bao thê lương. Mai mai không có ai, bên sông cũng trống không. Ôi đời buồn quá còn đâu những ngày sáng tươi. Chỉ thị 16 do thủ tướng ban ra, Sài Gòn quét hết không còn bóng Covid. Phố xa tươi vui đón tương lai sẽ không xa. Sài Gòn sẽ hết Corona, Corona. Nào mày hãy cố